Đà Nẵng thêm 592 ca Covid-19, chợ Cồn có 63 F0. Số ca Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng lại tiếp tục tăng mạnh khi ghi nhận gần 600 ca trong ngày với 387 ca cộng đồng. Riêng tại chợ Cồn cùng lúc phát hiện 63 F0 là tiểu thương. Ngày 12 tháng 1, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 592 ca Covid-19. Trong đó có 3 ca cách ly tập trung, 177 ca cách ly tại nhà. 25 ca trong khu phong tỏa và 387 ca cộng đồng. Cụ thể, trong 387 ca cộng đồng có 63 ca là tiểu thương chợ cồn, 9 ca tại công ty đồ hộp Hà Long, 5 ca tại công ty khí gas, 43 ca tự test nhanh dương tính, 217 ca đến lấy mẫu tại các cơ sở y tế. Số ca mắc COVID-19 tập trung nhiều nhất ở quận Sơn Trà với 144 ca, quận Liên Chiểu 111 ca, quận Thanh Khê 106 ca. Ngành y tế nhận định 525 trên 592 ca có khả năng lây lan cho cộng đồng, tập trung nhiều ở quận Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu. Từ ngày 21 tháng 12 năm 2021 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 5.892 ca COVID-19. Hiện toàn thành phố có 203 điểm phong tỏa cứng và 8 cơ sở cách ly tập trung. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.